Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Ngày hôm nay, chúng ta ở vị trí chỗ này. Trong 7 tuần lễ, chúng ta sẽ tiến đến điểm chí tuyến đánh dấu sự bắt đầu của mùa hạ vào ngày 21 tháng 6. Cứ 2 năm một lần, chúng ta lại vượt qua sao Hỏa vì trái đất di chuyển trên quỹ đạo nhanh hơn gã láng giềng kia. Phải mất đến 2 tháng mới qua mặt được nó. Và trong những tuần sắp tới, chúng ta sẽ vượt qua hành tinh Hải Vương xa xôi. Sao Hải Vương dường như đổi hướng và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại với các vì sao. Nó ở cách xa mặt trời gấp 30 lần khoảng cách giữa trái đất chúng ta và mặt trời. Sao Hải Vương chỉ có thể nhìn thấy được qua một viễn vọng kính. Nhưng đó lại là một trong những hành tinh khổng lồ trong hệ mặt trời. Và quỹ đạo mà nó thể hiện là hình ảnh phóng đại đường đi của trái đất chúng ta quanh mặt trời. Từ tháng 4 đến tháng 10, trái đất đã đi qua với một vận tốc 107.000 cây số giờ. Sao Hải Vương đi chậm gấp 5 lần như thế, ngược lại với những vì sao làm phông nền, dường như nó di chuyển thụt lùi. Sao Hải Vương là một khối khí khổng lồ, lớn gấp 60 lần trái đất. Trái đất quay quanh mặt trời nhanh hơn sao Hải Vương rất nhiều. Sao Hải Vương phải mất 165 năm mới đi được một vòng quanh mặt trời. Một đời người của chúng ta thì sao Hải Vương chỉ mới đi được nửa đường. Trong vòng một năm, trái đất đã di chuyển được một vòng, nhưng sao Hải Vương chỉ mới di chuyển được 2 độ trên quỹ đạo của nó. Chúng ta sẽ chỉ thấy nó như đứng yên một chỗ trên bầu trời cho đến ngày hôm nay. Những hành tinh ngoại phi xa hơn sao Hỏa, tất cả đều di chuyển rất chậm. Sao Thiên Vương phải mất 80 năm mới đi vòng quanh mặt trời, trong khi sao Thổ mất 30 năm và sao Mộc mất 12 năm. Mỗi tháng, mặt trăng giúp chúng ta xác định vị trí của sao Mộc trên bầu trời, vì cứ 4 tuần nó lại thẳng hàng với sao Mộc. Trong các kỳ sao Hội thẳng hàng mặt trăng sao Mộc như thế, chúng ta thấy được sao Mộc, một hành tinh vô cùng sáng chói bên cạnh mặt trăng. Sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, có đến 16 mặt trăng quay quanh nó. Qua ống nhòm, các bạn có thể thấy được một số trong số đó. Chúng di chuyển nhanh đến nỗi hầu như chúng thay đổi vị trí mỗi đêm. Đôi khi sao Mộc cũng nấp phía sau mặt trời. Hành tinh to lớn này phải mất 12 năm để quay quanh mặt trời. Vậy thì trong một năm, khi trái đất quay được một vòng, thì sao Mộc mới chỉ đi được 1/12 quỹ đạo của nó. Khi sao Mộc thoát khỏi mặt trời, thì chính đó là chuyển động của trái đất mang nó ra khỏi chỗ bị che chắn. Mặt trăng quay quanh trái đất trong một tháng, di chuyển thẳng hàng với sao Mộc. Mặt trăng và sao Mộc cùng một hướng, nhưng ở cách xa nhau rất xa. Mặt trăng gần với hành tinh chúng ta, trong khi sao Mộc cách xa gấp 2 kỷ lệ như thế. Trong khi thẳng hàng như thế, mặt trăng và sao Mộc xuất hiện cạnh nhau. Nếu lấy mặt trăng làm căn cứ thì bạn có thể thấy sao Mộc trên bầu trời. Đôi khi ta thấy nó vào buổi sáng sớm. Những ai thức dậy trễ thường phải kiên nhẫn. Vài tháng sau, họ có thể thấy sao Mộc vào buổi chiều. Từ thời xa xưa, chúng ta đã biết sao Mộc. Trước khi có viễn vọng kính, các nhà thiên văn đã thám hiểm hệ mặt trời. Sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương và những hành tinh ngoại vi khác mãi sau này mới được phát hiện. Chúng di chuyển thật chậm trên quỹ đạo của chúng, vì vậy thật khó biết về chúng căn cứ vào những vì sao. Sao Thiên Vương là một hành tinh khổng lồ đầy khí. Nó cách mặt trời 20 lần so với khoảng cách của chúng ta với mặt trời và phải mất đến 8 năm mới đi được một vòng. Trục của sao Thiên Vương thực tế nằm ngay trên mặt phẳng quỹ đạo của nó. Nó luôn chỉ về cùng một hướng. Vì thế sao Thiên Vương dường như đôi khi giống như lăn trên quỹ đạo giống như một quả bóng, đôi khi tiến tới nhưng lại như chuyển động giật lùi.
Sao Tiên Vương quay quanh trục của nó mất 17 giờ đồng hồ. Như vậy, có nghĩa là ban ngày dài 8 tiếng rưỡi và ban đêm dài 8 tiếng rưỡi. Nhưng không phải như vậy, vì tư thế cúi đầu của nó, một nửa của Sao Tiên Vương tựa vào phía mặt trời trong một nửa vòng quỹ đạo, trong khi một nửa kia chìm trong bóng tối. Một năm của Sao Tiên Vương bằng 84 năm của chúng ta, nghĩa là 42 năm quay về phía mặt trời và 42 năm trong bóng tối. Một ngày dài và một đêm dài. Hành tinh xa xôi nhất đó là Sao Diêm Vương. Đó là hành tinh nhỏ bé nhất, còn nhỏ hơn cả mặt trăng của chúng ta. Sao Diêm Vương có mặt trăng nhỏ bằng nửa kích cỡ của nó, mặt trăng Charon. Hai thực thể này rất gần với nhau và hình thành nên một hành tinh gọi là Sao Đôi. Sao Diêm Vương quả thật là hành tinh ngoại vi kỳ lạ. Nó di chuyển trên một quỹ đạo nghi kiểu hơn so với các hành tinh khác. Và còn gì nữa, quỹ đạo của Sao Diêm Vương lệch tâm và nó cắt ngang qua đường đi của Sao Hải Vương. Vào năm 1978, Sao Diêm Vương cắt ngang qua đường đi của Sao Hải Vương. Và hiện giờ, nó đang di chuyển trong đó. Bạn có thể thấy về bên phải màn hình của bạn. Mãi cho đến cuối thế kỷ này, Sao Diêm Vương sẽ đến gần với mặt trời hơn Sao Hải Vương. Vào năm 2000, Sao Diêm Vương sẽ cắt ngang qua đường đi của Sao Hải Vương và một lần nữa trở thành ngôi sao ở xa xôi nhất. Cắt ngang qua mặt của nhau, liệu một ngày kia Sao Hải Vương và Sao Diêm Vương có va chạm nhau không? Không, sẽ không xảy ra. Mặc dù quỹ đạo của chúng giao nhau, hai hành tinh kia sẽ không bao giờ chạm trán. Đường đi của chúng đồng bộ một cách tuyệt vời. Chúng ta phát hiện ra những vòng bay của Sao Hải Vương nhờ quan sát khi nó đi ngang trước mặt các vì sao. Đây là một vì sao trước khi Sao Hải Vương đi qua. Nó biến mất hai lần và rồi sau khi Sao Hải Vương đi qua, nó lại biến mất hai lần nữa. Dấu hiệu chắc chắn có vòng bay ở đó. Vài năm sau, có tàu thăm dò Viking 2 qua mặt rất gần với Sao Hải Vương và chụp hình nó. Chúng cho ta những bằng chứng là có những vành đai ở đó. Một con tàu thăm dò khác cho ta thấy rằng Sao Mộc cũng có những vành đai, nó mỏng quá, không thấy được từ trái đất. Khi ông Galileo trông thấy sao thổ, ông nghĩ nó có hai mặt trăng. Ngày nay, những vòng đai của sao thổ đang ở trong tầm tay của chúng ta. Today, Saturn's rings are within our reach. Các nhà thiên văn đang bắt đầu phát hiện ra những hành tinh có quay quanh những vì sao bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Những hành tinh này dường như cùng kích cỡ với sao Mộc khổng lồ. Vì vậy, chúng ta có thể giả thử rằng có ai đó nhìn mặt trời của chúng ta từ một khoảng thật xa cũng có thể nhận ra là sao Mộc, trong khi trái đất gần với mặt trời có lẽ là không thể thấy được. Boa viagem. Todos em órbita.